bóc mẽ bí mật đằng sau kỳ tính giá thành trong ngành vận tải, xác định kỳ tính giá thành cùng kế toán Việt Hưng. Tức là cái bình thường á, mình dầu các thứ mình cho vào công trình nào công trình đấy thì tức là nó đã có chi phí trực tiếp cho nó rồi, cho từng công trình á. Thì khi em lấy dữ liệu đây nó sẽ nhận diện được, phần mềm sẽ nhận diện được nhá. Còn mình lại mình để dầu các thứ mình để chung á, để sau này phân bổ á, đúng không? Vâng. Thế nên là mình phải chọn ở đây nhá, cho tất cả công trình. Tại vì khi đó phần mềm không nhận diện được. Thì cho mình phải thêm một bước chọn ở đây. Thì em tích vào tất cả này rồi nhấn đồng ý nhá. Sau khi mà cất rồi á thì em nhìn ở đây cái giá thành này, công trình ở thanh ngang này. Vào đây mình lấy dữ liệu này là nó ra ở đây. Của mình có 33 công trình nhá. 33 hóa đơn á. Thế lại vào giá thành quy trình. Đấy là xong bước 1, xác định kỳ tính giá thành nhá. 2.2 vào giá thành quy trình này, công trình này. Tập hợp tổng hợp chi phí trực tiếp. À, giá thành này. Và giá thành xong vào luôn quy trình chứ. Quy trình, công trình. Rồi, tổng hợp chi phí trực tiếp đây em. Rồi. Đồng ý. Rồi, em ghi nhá, chi phí trực tiếp của mình là không có, như lúc nãy chỉ có giải thích rồi á. Vâng. Nhớ không? Giải thích tức là mình không có chi phí trực tiếp, ví dụ như dầu các thứ, xăng dầu các thứ mà mình chọn luôn công trình á, chọn luôn dịch vụ vận tải chuyến nào thì nó mới nhảy vào chi phí trực tiếp. Chứ mình lại không chọn để chung thì nó tí nữa nó sẽ nhảy vào chi phí chung để mình phân bổ nhá. Thế nào chỗ này mình đóng lại thôi, không lưu. Rồi, sang 2.3 đi, phân bổ chi phí chung. Rồi ạ. Đó, em ghi nhá, chi phí chung là những cái chi phí mà đấy, khi mà mình hành toán mình chưa chọn công trình nào, dịch vụ nào á, chuyến nào thì nó sẽ nhảy vào chi phí chung. Vâng. Thì thông thường nó có là nguyên nhân công trực tiếp là tiền lái máy này, lái xe kỹ thuật đó, được chưa? Vâng. Nguyên vật liệu là chủ yếu là dầu nhớt này. Đó. Vâng. Khấu hao máy móc xe cộ này. Ngoài ra có cái chi phí dịch vụ mua ngoài điện nước vân vân này. Em muốn xem lại các chứng từ này có thể hoàn toàn có thể tích vào chứng từ xem này để xem. Nhá. Vâng. Xem thì kiểm tra lại các rà soát các chứng từ đấy có thể mình làm offline cho chị cũng được. Nhá, rồi vướng chỗ nào thì hỏi chị nhá. Sau khi mà đã kiểm tra lại toàn bộ thì mình sẽ chọn cho chị cái tiêu thức phân bổ đi. Ví dụ em muốn chọn tiêu thức là, thực ra mình sẽ trong trường hợp của mình nên chọn theo tiêu thức doanh thu. Tức là tính chuyến nào doanh thu cao thì sẽ được phân bổ nhiều nhân công máy móc vào nhá. Kể cả dầu giữa các thứ, đúng không? Sau em nhấn chuột phải ở đây thì em sao chép dữ liệu các dòng dưới là nó sẽ ra nhá. Thì bây giờ trước khi phân bổ thì nó đang bằng không hết. Bây giờ mình nhấn phân bổ này thì nó sẽ tự phần mềm sẽ tự tính cho mình tỷ lệ doanh thu của mỗi chuyến nhá. Rồi sau đó thì nhân với số tiền, tổng số tiền trên này này cần phân bổ nhân với tỷ lệ tính được dưới này ra số tiền cho chuyến đấy, vẫn chia làm 4 cột bởi vì trên này có 4 dòng thì dưới này có 4 cột thôi của 4 cái khoản mục nhá. Đó, em nhấn cất đi, mình cứ chạy một lượt xem phân bổ như thế có hợp lý hay không. Nếu mà không hợp lý mình quay lại mình tìm phương án phân bổ mới, nhưng thông thường những cái phương án đấy là phương án phổ biến nhá. Rồi 2.4 đi, nghiệm thu. Đó, nghiệm thu này tức là mục đích của mình là đây, em tính đồng ý này. Đó, mục đích của bước nghiệm thu này là đây là hạch toán cho mình. Bình thường mọi hôm giờ là mình hạch toán chi phí gì mình cũng hạch toán đưa vào 1 năm 4, đúng không? Vâng ạ. Đúng chưa? Thế hôm nay khi nghiệm thu thì mục đích của mình là phải tính giá thành, mà giá thành nó là giá vốn, mà giá vốn thì là 632. Em có nhớ là mọi hôm chị hướng dẫn mình tách riêng ra không? À, cái này là em tự tách rồi đúng không? Trước đó em tự tách rồi này. 632 mấy? Ví dụ 63213. 63231. Đúng rồi. Ok. Phần mềm thì nó luôn luôn tự nhảy đuôi 1 em ạ. Nhưng mà mình sẽ đẩy về đuôi 3 nhá, 623. Thêm sao chép dữ liệu thì nó sẽ nhảy. Cái này nó luôn luôn nhớ tự đánh này. Tại vì nhiều bạn cứ để đấy là nó cứ đánh 6321 nhá. Vâng. Nó sẽ bị thang như bên cái mảng thương mại. Được chưa? Thương mại đấy thì sau này của em trên báo cáo tài chính nó sẽ có cả 6321 nữa, nhưng đó là mảng thương mại riêng. Được chưa? Có 154 đây, doanh thu của em từng chuyến đây. Em nghiệm thu 100% để ra cái giá trị nghiệm thu này. Mình là vận tải bốc xếp cho nên là có bao nhiêu chi phí nó đẩy hết vào giá trị nghiệm thu và giá vốn hết. Nó không treo dở dang giống như bên công trình xây dựng hoặc là sản xuất nhá. Mình dịch vụ bốc xếp thì kiểu là luôn ấy, thực hiện luôn ấy, đúng không? Đúng nhỉ? Bây giờ thử cất đi, không phải ngồi tính toán nhìn dòm ngó cái chỗ này lãi lỗ, mình cất đi rồi ra báo cáo chị cho xem lãi lỗ nhá. Vâng, nhìn này bây giờ em không hiểu. Tức là cái thực ra mình hiểu cho chị ở chỗ là cái này mình nhận xét nhá, tại vì bên có 154 không cần chọn khoản một chi phí nhá. Vâng. Em hiểu cho chị này, doanh thu là những cái mình xuất ra và hôm nọ mình gắn công trình gắn chuyến này,
Dạ. Vâng. Còn cái Thì giá trị nghiệm thu này là cái phần chi phí thế thôi. Dạ. vâng, chi phí từng tháng đấy đúng không Đúng chị? rồi, từng cái hóa đơn mà mình xuất ra theo chuyến á. Em tạo công trình theo chuyến thì nó sẽ là chi phí của theo chuyến nhá. Vâng. Ừ, rồi này, đọc Ví lại. dụ mà như công trình chẳng hạn, Ừ. thì em một công trình thì nó có kéo dài ví dụ như mấy năm, Ừ. thì em cũng tạo mãi công trình xong là ý là cái nào trực tiếp thì em cho bài trực tiếp mục, có nghĩa là xuất thẳng vào công trình đấy thì em cho thẳng công trình đấy, Ừ. còn cái nào mà không thì là em sẽ treo vào 1 năm 4, nhưng mà sau đấy cái chuyển nghiệm thu thì em sẽ đánh số phần trăm ra đây à, Đúng rồi. nghiệm thu ấy. Ừ, thế công ty của em có trường hợp nào như thế không? Của em thì nó cũng không không có ít lắm. Không có đâu, tại vì mình là bốc xếp, bốc xếp mà nó sẽ không có theo kiểu là mà mình lại tạo, quan trọng là mình tạo chuyến theo hóa đơn rồi này. Thì hóa đơn nào là xong, hóa đơn thực hiện xong dịch vụ thì mình sẽ xuất hóa đơn luôn đúng không? Chốt luôn. Nó không giống như công trình xây dựng á, thì nó sẽ có thời gian kéo dài từ năm này qua năm khác. Thì đúng là em sẽ chọn phần trăm ở đây nó nhỏ hơn 100% á, thì nó sẽ treo dở dang của cái 1 năm 4 này, hiểu không? Đây này, số chưa nghiệm thu sẽ là bên nợ, còn số nghiệm thu sẽ là bên có cái số nghiệm thu đây. Ví dụ chỗ này em chọn 90% đi, 90% nhá, thì chỗ này nó chưa được À rồi rồi. 123 đâu, nó khoảng Vâng. 100 100 gì đấy chẳng hạn, thì còn lại 23 triệu Đúng sẽ rồi. dư nhá. Vâng, rồi em hiểu rồi ạ. Vâng. Ờ, ok, đóng lại này. Danh sách thì em đánh Rồi. lấy dữ liệu này thì nó sẽ ra ở đây. Tí nữa mà mình về mà muốn chạy lại giá thành thì em nhớ xóa nghiệm thu này đi nhá, bỏ ghi xóa nghiệm thu này đi, bỏ ghi này, Vâng. xóa này, thì mình mới chạy Có nghĩa lại là giá thành. Khi đó em có thể mình xóa kỳ tính giá thành, mình muốn xóa được kỳ tính giá thành hay chạy lại thì đều phải xóa cái nghiệm thu này đi nhá. Vâng ạ. Ừ, rồi sau khi tính giá thành xong thì em chào chị bước 3. Bước 3 là bước xem báo cáo lãi lỗ của dịch vụ đấy. Đây, em vào báo cáo giá thành này. Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình này. Em đánh 523 đi. Tích vào tất cả các công. Rồi, rồi kéo sang bên phải nhá, mình sẽ thấy cột này là cột doanh thu này. Doanh thu của em là 1 tỷ 659 nhá. Là của tí nữa mình sẽ đối chiếu với sẽ có lên cái bảng này mấy cái đối chiếu này. Đối chiếu Vâng. thứ nhất là em đối chiếu cột doanh thu 1659 Rồi. này nhá. Với này. Vâng. Với em sẽ phải đối chiếu với, tại vì cái bán hàng của em nó có cả thương mại. Có cả thương mại, có cả dịch vụ, cho nên là mình không đối chiếu ở đây được. 9 tỷ 8 này không đối chiếu ở đây được đúng không? Mà em sẽ phải Ừ. vào báo cáo này. Vâng. Bảng cân đối tài khoản. Mở cho chị 523 đi. Bậc tài khoản bậc 3 nhá, hiển thị số dư hai bên. Rồi. Thì mục đích là mình đang đối chiếu cái doanh thu thì mình thử kéo xuống tài khoản 511 và chi tiết là 513. Cân đối tài khoản, Ừ. xong là bảng cân đối tài khoản này Ừ. chọn là chọn cái gì nhỉ, chị vừa bảo là báo cáo này, bảng cân đối tài khoản này Ừ. Nhưng mà xong là đến sao sao cái chỗ bảng cái tài khoản mà lại thì đầu kỳ lại có số dư như thế này. Đây. 511 này cũng có số dư này. Cái này tí nữa xem lại nhá. Em làm dữ liệu của năm 22 kiểu tí nữa xem lại cái năm 22, tại vì dữ liệu này em làm từ năm 22 trở đi đúng không? Em làm lại nhưng mà có khi chỉnh sửa ở đây mà ấy, thì tí nữa mình xem lại nhá. Nó không được có số dư đâu, mình kết chuyển cho nó hết đi. có đúng rồi, nó tại vì là hôm trước có nghĩa là trước đây là em không có những cái tài khoản con của 5131 với lại 632 đâu, xong À. là sau khi em thay đổi cái 5223 này xong là nó mới làm ảnh hưởng đến 522, Ừ, thế tí là nữa em mình mới phải sửa lại của 522 thì lúc đấy em lại chưa kết chuyển lại, tí thế nữa em mình cũng kết không chuyển biết kết lại. chuyển như nào ấy. Tí nữa chị hướng dẫn vâng cho nhá. Còn ở vâng đây vâng mình đang đối chiếu cái doanh thu ở chỗ này là 1659 908639, đúng chưa? Là vâng riêng của 5113 là dịch vụ của bốc xếp nhá. vâng Không, tại vì nhiều bạn là lệch đi nhá. Nhiều bạn là theo dõi trên này một số mà trên kia một số, chứng tỏ là hai bên đang bị lệch nhau là phải kiểm tra lại vâng nhá. vâng Rồi, đấy ạ. là doanh thu này, còn đây là toàn bộ chi phí phát sinh bao gồm nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung vân vân. Sau đó cuối kỳ là cái giá vốn ở đây. Vâng. Đấy, giá vốn ở đây rồi thì xem bên này tất cả các công trình mình đều có lãi nhá. Đấy, Vâng. đẹp. Thứ nhất là công trình nào cũng có lãi, điều kiện cần đầu tiên là công trình nào cũng phải có lãi và tổng tất cả các công trình đều phải có lãi nhá. Như vậy doanh thu của em là 1 tỷ 6, giá vốn của em là 1 tỷ 2, như vậy em lãi 383 triệu của riêng hoạt động Vâng. bốc xếp nhá. Vâng. Đấy chưa? Đấy là Vâng. điều kiện tổng là phải có lãi, thứ hai là từng công trình phải có lãi. Thế nhiều trường hợp nhiều bạn làm á là tổng thì có lãi nhưng mà
cái như trong này lại bị lỗ chẳng hạn thì thuế vào nó thấy lỗ chỗ nào là nó loại chỗ đấy. Cho nên mình để ý chỗ này nhá. Tất nhiên là lãi rồi nhưng mà lãi ít lãi nhiều tùy mình cân đối, tí nữa mình thử ra chạy kết quả lãi lỗ của toàn doanh nghiệp xem thế nào. Xem đã ưng, em đã ưng ý nghĩ với con số này chưa? Tại vì mình còn liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp nữa nhá. Vâng, tại vì em thấy là lãi nhiều quá ấy. Có nghĩa là cái của em như này thì em đang không hiểu cái chỗ của chị nói là có những cái mà ví dụ như em đã cân đối hàng tháng rồi mà bây giờ lại theo từng công trình mà em lại bị lỗ. Có nghĩa là cái này là phân bổ chung thì hàng tháng thì em đã cho là nguyên vật liệu nó chiếm bằng này phần trăm rồi, chỉ bằng này. Tại vì là em đã cân đối được trước rồi nhưng số nó khá đè đẹp. Nhiều bạn, các bạn ấy kiểu chỉ biết lấy đầu vào này, cân đối nhưng mà cân đối chưa tương đối á. Thì nó thành ra là khi phân bổ ra là chỗ này nó cao quá, chỗ kia nó thấp quá ấy, là vẫn bị bình thường nhá. Mà nhé, em ở đây là lợi nhuận trên doanh thu là 23% là có nhiều không chị? Cao quá đúng không? Ừ, bây giờ thử nhá, thử chạy xem tình hình thế nào. Tại vì ở đây mới chỉ được có mỗi cái dịch vụ bốc xếp thôi. Chứ còn có em còn có mảng thương mại, vật liệu xây dựng, rồi có chi phí quản lý bán hàng nữa mà. Thì mình xem toàn doanh nghiệp thế nào nhá.